quý vị, chiều 24 tháng 7 năm 2022, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ thay cho ông Trần Sĩ Thanh, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự hội nghị và trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, kính mời quý vị đặt câu hỏi bên dưới video này.